mình lấy là sản phẩm của mình. Mình tỉ nhựa, mình sẽ rán và nhựa đá lên. Bây giờ mới các bạn đến ăn. Mà đây là thưởng thức. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 cây. 21 cây. 21 cây. Và mình sẽ là xong 21 cây rồi. Chứ em trả cùng mình đây. Đóng rồi. Cái này. Chưa? Chào các bạn nha.